Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Rồi, thì cái video kỳ trước mình đã nói ABL là cái con tướng thức tỉnh mà các bạn nên đầu tư đầu tiên. Để chúng ta làm gì các bạn vừa PvE, vừa đi bot, vừa đi map, một con tướng cực kỳ toàn diện. Bởi vì sức mạnh vô song của nó, thì có một số bạn thì có đề xuất một vài con khác. Ví dụ như đề xuất con sư, bạn kêu là cái con ABL của chúng ta thì cần phải có thêm support cũng như cần phải có thêm tăng. Thì trong một số tình huống thậm chí không có tăng cũng như support hỗ trợ tốt thì con ABL vẫn gánh được nha bạn. Còn con sư thì nó là tăng được, ok, mình chấp nhận, nhưng mà cái kỹ năng của nó thì nó cần gom quái lại. Tại vì nếu mà không có gom quái lại được để cái địch đứng từ xa thì A sư sẽ bị gặp rất là nhiều phiền phức. Rồi, hôm nay thì mình mời các bạn cùng với mình xem cái cảnh mà mình xách team để leo tháp vua, bao gồm một team xoay quanh con Abel, một team xoay quanh A sư, Rem và một team xoay quanh A Solai nha. Rồi các bạn cùng tự chiêm nghiệm lại sức mạnh của ba con tướng ở Awakening này, xem thử con nào nổi trội hơn các bạn. Và sư đóng vai trò trong team này hình nó hần gầu như hầu như là sư vai trò trong team này nó chỉ là cái con tướng gây CC, và gây hiệu ứng khống chế. Còn lại thì cái vai trò gây đam chính sẽ là cái con Rem. Con Rem các bạn, trong một số tình huống nếu mà Rem mà bị hèo trước thì team của chúng ta gặp khá phiền phức các bạn. Rồi, cái vai trò của sư nó khác nhiều so với vai trò của con Abel nha. Các bạn có thể thấy lượng đam ở đây. Nếu mà chúng ta cố tình xây một team mà lượng đam chủ yếu đến từ vị trí của con A sư thì cũng được, nhưng mà kiểu như nó khó hơn. Khó hơn rất là nhiều so với team Abel cũng như là cái team mà xoay quanh cái con Rem như vừa rồi các bạn thấy. Rồi, team này thì chúng ta đi chung Ana kẹp với Ska và con Miska. Chủ yếu là lượng đam đến từ vị trí của con Miska, sau đó các bạn con Ska là chính các bạn. Team này thì mình có thể thay thế cái vị trí của con đây, mình đảo lại các bạn cho Reizu. Để chi? Để cho Reizu tạo để móc hàng sau cho Thali nó để tràn lên các bạn. Ồ, sao chết nhanh thế? Đảo lại. Hình như Ana bị đá chưa kịp bật khiên miễn nhiễm các bạn. Solai thì nó không phải là carry. Cái vai trò trong team này chỉ là support các bạn. Vai trò trong team này chỉ là support. Hồi máu giúp cho team mình không bị sốc đam chết. Để gây ra lượng đam lớn là chính. Vẫn khó ha. Cho lại vào vị trí con Miska. Ska chọi được. Mô tá ta chụp nhưng hàng trước của mình đã đi. Và thôi đi luôn. Tiếp tục thử đảo vị trí nha các bạn. Ska đang bị nối dây. Nối dây như thế này thì hỏng các bạn, đảo vị trí lại. Các bạn có thể thấy với cái team mà team leo map á, thì gần như là team của con Abel là team mạnh nhất rồi các bạn. Ok, mình sẽ bỏ vào vị trí của con Odin để gây thêm một tí CC, xem thử vượt nổi không nha. Ok, không ổn các bạn, mình sẽ thử điều chỉnh team. Rồi, hai cái bảo hiểm, một là Ana, cái bảo hiểm thứ hai là con Chamia. Chamia nhìn nổ được thì team mình sẽ có bảo hiểm để gây đam các bạn. Không nổ được, mình sẽ đảo vị trí tiếp nha. Kỹ năng support thì mình sẽ lấy cho con Solai, ok. Thali khá là khó chịu các bạn. Team này cũng không phải là một team low map đẹp nữa. Ok, khó quá thì mình sẽ dùng cái team low map đời đầu của chúng ta là dùng con Ensama. Tuy nhiên Ensama trong trường hợp này thì chúng ta có sự hỗ trợ của con Ivan các bạn. Chúng ta cùng xem với sự hỗ trợ của cô Ivan thì Ensama của chúng ta đủ đam để clear bên kia không nha. Rồi chùm. Ok, đã chùm đúng mục tiêu cần chùm. Gây ra lượng đam rất là nhiều. Ok, chúng ta win.
Như vậy các bạn có thể thấy là vị trí của con Solai khi đi mà đi đi map á, thì đi map thì cảm giác cái con Solai nó sẽ yếu yếu hơn một xíu so với con Sư cũng như là con Abel nha. Đây là cảm nhận của riêng mình các bạn. Thì cơ bản Solai nó đóng vai trò là support câu kéo thời gian cho những con carry kia, nó gánh team, còn con Abel nó là nguồn sát thương chính thì tự thân nó gánh team, thì chúng ta chỉ việc xây team xung quanh con tướng này là được. Rồi, Sư đóng vai trò quấy rối, cùng việc gây đam thì để cho Rem các bạn rất là nhanh. Team này cũng vượt ải khá là nhẹ nhàng. Chúng ta lại quay trở lại với team Ensama. Ensama mới bị chọt cái hẹo mất tiêu rồi. Nhường lại cái vai trò CC ủi là ủi thẳng vô con kia để cho Ensama của chúng ta được chơi game các bạn. Rồi, lại được chùm một hit thêm phát nữa các bạn. Mặc dù không có con gì ta, Abido, nhưng vẫn qua được nha, khá là mượt. Cơ bản thì hai team của chúng ta trên là lực chiến cũng không quá nhiều các bạn. Đầu đó khoảng cấp 6, cấp 7 lần thì tầm này thì của Ensama vẫn chơi được. Trên lực chiến mà quá cao tầm khoảng mười mấy lần thì mới đùa một xíu. Còn tầm gấp mấy lần thì các bạn thấy con Beo làm gỏi vô cùng nhanh. Ensama cũng làm gỏi được các bạn với sự hỗ trợ của Ivan. Team này thì mình hoàn toàn có thể bỏ con Abido ra để giảm tí lượng đam, nhường lượng đam lại cho cái con Ensama của chúng ta các bạn. Rồi thậm chí mình có thể lấy cái con Leonardo Vinci ra gắn cái team Abel cho nó tối đa cái lượng đam đến từ vị trí Abel cũng được. Nhưng mà Abel tầm này thì chưa, nhiều đó là đủ đam rồi. Rồi Ensama đã được con Ivan bu, và các bạn xem lượng đam gây ra bởi cái con Ensama khi có Ivan nó bu nè. Ải này thì Abel bị kéo à, mình đảo vị trí một xíu các bạn. Mình sẽ đảo vị trí một xíu cho Abel đứng xuống dưới, được cái con hầu hỗ trợ và cho nó nổ vài lần thì team mình sẽ qua nha. Cực kỳ dễ luôn các bạn. Có sự so sánh giữa các con tướng thức tỉnh như thế này thì các bạn sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn và chính xác cho riêng mình. Ví dụ ở đây thì mình sẽ dùng cái con Athalia của bạn Huy để thả vào cho các bạn cùng chiêm ngưỡng nha. Ok, thì Athalia trong một vài tình huống chúng ta vẫn đi BV, chúng ta vẫn đi BVE được, tuy nhiên nó không ngon lắm các bạn. Rồi chúng ta cùng xem lại nha. Đây là lượng đam của con Atha gây ra. Xem với lượng đam của con Thiết Mộc Lan các bạn, gây được rất là nhiều đam. Nói chung là chúng ta cũng có một vài combo có thể hỗ trợ cho con Athalia leo map khá là ngon, bao gồm con Ruias, Vayten vân vân. Tuy nhiên con tướng này nó đi cảm giác như đi BVE vẫn nổi các bạn. Lượng đam khủng khiếp đến từ con Awaken này vẫn đủ để giúp chúng ta leo map được. Tuy nhiên mà cảm giác nó vẫn không ngon bằng những cái con tướng thuần leo map như là Asu hoặc là con Abel. Abel là đam siêu to, còn Asu thì nó được có khả năng miễn nhiễm, quấy rối, gom quái, gây đam cũng rất là nhiều, cùng với kỹ năng của cái chiêu Awaken của nó nữa các bạn. Cái kỹ năng thức tỉnh nó cũng hỗ trợ khá tốt trong việc leo map nữa. Rồi trong video ngày hôm nay thì mình tái khẳng định một lần nữa cái con tướng Awakening mà đáng lên nhất, đầu tiên mà các bạn nên lên nhất vẫn là cái con Abel nha. Khi lên con này thì các bạn sẽ cảm nhận được cái độ mạnh của nó trong tất cả các chế độ mà các bạn tham gia, từ BVE, tham gia một số chế độ đi map lẫn tới đi tháp và đi BVB các bạn. Rồi chúng ta còn Leonardo da Vinci đối đầu với con Orthos, không bị đấm khung luôn, đấm liên tục Muda kiểu này. Trời, các bạn nhìn cái con Emilia đứng gồng chung với con Orthos kìa, đố mà bắt được mình. Nhìn cách cô Leonardo da Vinci nó chạy kìa bạn, cũng hiểu lý do tại sao cái con tướng này nó lại được sử dụng rất là nhiều trong chế độ BVE các bạn ha. Chế độ đi map gần như là không thể chạm vào cái con tướng này được, bởi vậy mức độ mà sinh tồn và sống sót của con Leonardo da Vinci gần như là mạnh nhất trong cái dàn support luôn các bạn. Hiện tại thì có một con cạnh tranh được với con Leonardo da Vinci, đó là cái con Ivan. Khả năng đu bám liên tục vào động binh thì gần như nó cũng rất rất khó chết các bạn. Tuy nhiên mà khả năng mà tự lực cánh sinh thì con Leonardo da Vinci nó trội hơn. À, chúng ta mít một vị trí để cho con Ensama vào. Rồi ví dụ như team này
các bạn chơi 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 mà cái lượng đam mà đến từ team mình tự làm thì các bạn có thể sử dụng bét hai cẩu và có thể không sử dụng, tự làm tự ăn đến từ những con carry thì chúng ta sử dụng những con tướng gây đam, những con bét khác ví dụ như chúng ta dùng cái con cú, con lân hoặc là con rồng đất, con bét kẹo, không thì chúng ta sử dụng cái con sư tử bay. Còn đối với cái con hải cẩu ngũ gật thì chúng ta sử dụng trong những team mà những cái con tướng của các bạn không có khả năng tự làm tự 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 lực cánh sinh ấy, tức là lượng đam phụ thuộc vào lượng đam của bét ấy, thì chúng ta nên sử dụng con hải cẩu các bạn. Rồi cần điều chỉnh một tí các bạn, cái con múa lửa nó áp sát được cái con tướng của mình đảo vị trí một xíu cho múa lửa không tiếp cận được nha. Ana mình không còn sử dụng trong cái team kia nữa thì mình có thể sử dụng Ana trong cái team này. Ana team mấy xài ta? Dù đây chúng ta dùng Damia thử xem sao các bạn nha. Ồ, bị sốc đam nhanh quá. Rồi, mình xin cái con Leona Da Vinci từ team kia qua nha các bạn. Leona thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho con Abel. Với cái sự bay nhảy cơ động của mình cùng với đám khung toàn bộ cái địch thì nó hỗ trợ tốt hơn cho Abel các bạn. Chỉ cần em đám khung được thì bên mình sẽ win. Lấy ra vị trí của Ren mà chúng ta cho vào một vài con tướng có khả năng CC. Thử cho Mikha vào nha các bạn. Rồi, kịp đám khung là được các bạn. Đảo vị trí nha, team này có vẻ như là team khắc chế rồi các bạn. Cho Damia xuống dưới hoặc là qua kình Savia vào. Rồi, cả hai team đều về ngưỡng môn tử nhưng sau khi kết thúc chiêu nộ thì Damia sẽ gây được rất là nhiều đam. Ha ha. Hay nhiều đam thiệt các bạn. Nhưng mà team kia trâu á, có con Nomisu ha. Đảo vị trí một xíu cho cái con Asu lên trên. Rem mình bị Nomisu cắm cọc hẹo nè. Ok, Rem còn sống và chơi game được thì đồng nghĩa với việc team mình win nha các bạn. Rồi kết thúc thì Damia sẽ dọn sàn. Ok, Leona Da Vinci chưa kịp đóng khung. Các bạn nhìn cách Abel mà nó nổ kìa. Làm liên tục như vậy thì ai thứ nào chịu nổi. Rồi, Ensama được con Ivan bay vào bảo kê. Và các bạn xem lượng đam từ Ensama nè. Chưa hẳn A meta nha các bạn. Vẫn còn khá là ngon. Rồi, chia sẻ với các bạn một vài thông tin như vậy thì cơ bản sự lựa chọn về cái con tướng thức tỉnh đầu tiên mà các bạn nên ngắm vẫn là cái con Abel. Các bạn thấy sức mạnh của nó qua nãy giờ mình up rồi các bạn, nổ cực kỳ nhanh và cực kỳ mạnh, có thể clear và khả năng 1 cân 5 được. Khi mà toàn bộ team mình đã hèo, chỉ còn một mình cái con tướng của chúng ta tồn tại trên sân thì một mình nó vẫn đủ sức để cân 5 các bạn. Ok, rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, xin chào tạm biệt, bye bye. Các bạn thấy Rem bị hẹo thì gần như A sư nó chỉ đóng vai trò là support thôi chứ không đủ lượng đam clear bên kia ha.